Em đi quay ngoài trời nắng 40 độ, em ở ngoài trời nắng em mặc áo cộc tay, em quay mà cứ đứng ở ngoài đấy thôi, đen kinh khủng luôn mọi người ạ. À, chị không thể thế được, cái làn da này là không có đi kiếm tiền nữa đâu. Thì bạn bè nói là Hồng Anh không có tin đâu, nhưng ngày hôm nay chị Hương nói là Hồng Anh phải thử. Tại vì lúc mà chị Hương mời Hồng Anh sang đây bảo là Hồng Anh ơi, da của em đen quá, sang đây chị giúp em các thứ. Đó, bây giờ là em rất là nóng lòng là muốn là chị tắm trắng luôn cho em. Nói chung là 3 năm gặp vẫn y nguyên. Chắc chắn là như thế. Hương vẫn nói vui là nghệ sĩ là ông cô đẹp và chỉ chấp nhận là mình xấu với vai diễn của mình thôi. Nhưng khi ở ngoài gặp khán giả là khán giả luôn luôn phải nhìn thấy nghệ sĩ phải là rất đẹp. Và một trong những cái mà quyết định cái vẻ đẹp đó thì chính là cái làn da. Thì cũng chia sẻ luôn với cô gái là như thế này, chị đang đại diện cho một cái hãng mỹ phẩm chuyên chăm sóc cho da, nghĩa là tắm trắng tại nhà, mà cái sản phẩm này là 100% nguyên liệu là của Hàn Quốc. Rất là tốt, rất là hot, và đọc tên thì chắc là cô sẽ biết đó là Skin IC. Cái thương hiệu này em biết rồi nha. Thương hiệu này rất là nổi tiếng. Có chị Hương nổi tiếng hơn rồi, thế nhưng cái thương hiệu này thực sự là nổi tiếng thật, bởi vì là rất nhiều bạn bè của Hồng Anh sử dụng và kêu là trắng thật rồi. Thế thôi, mình không có quà, mình có tấm lòng. Ngày hôm nay chị sẽ lột xác cho em được chưa? Em nhìn nhá, bây giờ bắt đầu cái làn da của em đây. Tất cả mọi người, rất là nhiều chị em phụ nữ đang xem hai chị em chúng mình. Ôi, ngay bây giờ thì chị sẽ bước vào cái công đoạn chăm sóc và lột xác, lột da cho cô này. Nhưng không phải lột da bằng nước sôi 100 độ nhá, mà lột da rất là nhẹ nhàng, êm ái. Đây, giới thiệu với Hồng Anh. Đây chính là một sản phẩm mà chị Hương đang đại diện hình ảnh. Và Hương cũng chia sẻ thật với tất cả mọi người, không phải là bất cứ một sản phẩm nào Hương cũng nhận độc quyền và đại diện đâu. Thì đây là một sản phẩm phải thực sự uy tín, chất lượng và đảm bảo. Và đây mọi người thấy không ạ, da của Hương lúc nào căng bóng mịn màng thế này. Mặc dù là Hương quay tư sáng đến tối thì em cũng mày biết rồi, Hương rất là bận. Không những là phim này rồi, vừa rồi lại còn tham gia ở hát hò nữa. Bay ra bay vào Sài Gòn, Hà Nội, nóng được như thế. Mà Hương biết là Hương là người Hà Nội mà còn nóng như thế này, thì Hương biết là ở trong Sài Gòn thì thời tiết các bạn còn nắng nóng hơn. Thế nên lúc nào cũng phải trang bị cho mình những cái như thế này. Và Hương đi công tác không bao giờ thiếu trong cái vali của Hương chính là cái bộ Skin IC này. Và đây người ta gọi là cái bộ tắm trắng đó tại nhà. Nghĩa là sao? Mình có bộ này mình không có phải đi spa, mình không phải tốn kém tiền, mình nhập những cái hàng nó quá đắt đỏ. Nhiều hàng đắt đỏ bên nước ngoài mấy chục triệu bộ mà chưa chắc đã có tác dụng. Thì ngày hôm nay đây sẽ chăm sóc cho cái làn da của cô em gái Thanh Hương bằng chính cái sản phẩm Hương đang sử dụng này. Đây, bộ sản phẩm này bao gồm có 4 sản phẩm. Em ạ, và bây giờ thì bên công ty là họ bán với một cái giá niêm yết. Chỉ có duy nhất một giá này thôi. Còn nếu như em mua giá mà nó rẻ hơn cái giá mà chị chia sẻ, có nghĩa là nó phải là hàng chuẩn. Hàng fake hả chị? Còn hàng chuẩn và hàng chính hãng của nó mà chị đang đại diện độc quyền thì một bộ sản phẩm này có giá là 1.470.000. Wow. Đó, rất là rẻ, 1.470.000 mà được 4 lọ như thế này. Bao gồm có một cái sữa tắm kích trắng một bước bằng than hoạt tính. Rất là quan trọng để kích trắng này, đẩy tông da cho em. Còn cộng thêm một cái chai này tặng free. Còn bán lẻ là bao nhiêu? 490.000. Nhưng mà mình mua cả 4 thì mình chỉ phải trả tiền là có 3 sản phẩm thôi. 1.470.000. Thì đây là cái chai sữa tắm mình dùng như là sữa tắm hàng ngày. Nó thay thế một cái công đoạn tẩy da chết cho làn da của em. Rồi, tiếp theo đây, hai chai thần thánh đây. Hai chai này không thể thiếu để mà chăm sóc da. Thì đó là cái gì nhỉ? Body cream. Cái này là dưỡng buổi đêm. Đó, còn cái lotion make up thì em biết rồi, make up lotion nó như một cái lớp make up da, thì đây nó là make up dành cho body. Thì cái này nó là dùng ban ngày. Bên này. Hai bên này đi, bên này. Phải nhá, Hương sẽ làm cái cánh tay bên phải này và Hương để lại cái cánh tay bên trái này của em để một lát nữa mình so sánh. Thì công đoạn đầu tiên Hương sẽ sử dụng đó chính là công đoạn sữa tắm kích trắng một bước bằng than hoạt tính. Và cái này mua lẻ là 490.000, nhà mình mua lẻ cũng được nhưng không ai mua lẻ nhà mình nhá. Nhưng mình mua cả bộ để được một cái giá ưu đãi là 1.470.000. Và đây là một cái chai mà Hương đánh giá là một cái chai rất là quan trọng. Da của em hàng ngày biết không, khói bụi dầu xe ô nhiễm nó dính vào nó rất là nhiều độc tố, nên chị sẽ thải độc cho em trước nhá. Còn là làm lông làm sạch đấy nha mình ạ. Rồi em lấy một lượng vừa đủ như thế này. Em tự mát ra hả chị? Chị sẽ làm cho em, không có phải làm cái gì giờ. Hôm nay chị là nhân viên spa nhá. Chị sẽ chăm sóc cho em. Ok nhà mình ơi, em sẽ làm cái phần cánh tay này. Thơm quá chị ạ. Đây em ngửi đi. Em cảm nhận như thế nào? Mềm mịn thơm. Em nói các bác nghe này, cái màu nâu này là bởi vì sao? Bởi vì là em này em bị độc tố vào da quá nhiều. Em nhìn thấy chưa? Càng massage nhá thì cái màu sắc của nó sẽ biến chuyển theo cái làn da của em. Da của em mà được có tẩy tắm nhiều như chị hàng ngày thì nó sẽ rất là trong. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì em làm lần đầu, thế nên em nhìn đây mọi người có thể nhìn. Ôi mọi người ơi, nó đâu ghi hẳn như thế này là bởi vì rất là nhiều độc tố ở bên trong
bên trong cái làn da của ông anh. Ô, thế nếu mà da của em sử dụng nhiều thì càng ngày nó sẽ càng sáng lên. Nó sẽ sáng lên. Bởi dạ. vì sao? Bởi vì cái lượng độc tố nó không còn nhiều nữa. Dạ. Đây phần kiểu tay này là Hồng Anh này, dạ. cái phần kiểu tay này, rồi phần bikini vùng mông này, rồi phần ở dưới háng này. Dạ. Thế chứ mình chị em mình cũng phải chia sẻ thật là dạ. những khi mặc bikini mà hở cái phần đó ra thâm mông thâm đít rất là xấu đúng không nhà mình? Đấy dạ. không phải nó rất là thật. Nhưng khi em tắm cho chị bằng cái skin IC này không bao giờ bị thâm. Oh. Không bao giờ bị thâm vùng mông, vùng kiểu tay, kiểu chân, vùng nách hay là những cái vùng mà em hở ra. Em mặc bikini em chụp những cái bộ sexy đẹp tuyệt vời luôn. Bảo hành 100% cho mọi người, nếu phát hiện ra có chất cấm ở trong sản phẩm này thì công ty đền tiền và thậm chí là còn hoàn tiền, đền tiền và kiện cáo luôn cũng được. Cái điều này công ty khẳng định bởi vì cái sản phẩm và cái thương hiệu Skin AC này là đã được chứng thực, đã được cấp phép để ban hành rộng rãi bán thị trường rồi nhà mình nha. Rất là yên tâm. Yên tâm nha cả nhà nha. Và sau khi đã làm lông xong cái lớp này thì Hương sẽ rửa lại bằng nước sạch. Ok, em vào rửa luôn. Nhà mình chờ em một chút, em sẽ quay để cho nó cẩn thận luôn. Đây đây đây, cô ra đây. Đây. Đây, mọi người ơi, Hồng Anh đang đi. Đây, rửa luôn giúp chị. Đây nha nhà mình nha, chứng thực nha, tự nhìn nha. Tự tay cô ấy làm luôn này, rửa sạch giúp chị. Rồi xong, mời cô ra đây. Để tôi trình bày tiếp, Đây. Mềm quá à. Rồi, bây giờ em sẽ chu đáo quá cả nhà. Hôm nay được sao chăm sóc đây cả nhà ơi. Thế này nếu mà ra spa là tốn tiền lắm đấy. Chị nhỏ. Spa nó là vô giá em ơi. Dạ. Chị nói nghe bạn chị đi spa hơn chục triệu về vẫn nguyên đai nguyên kiện. Đây nhìn em nhìn đi. Wow. Đây. Nó có sáng hơn cái vùng này không? Một lớp em nhìn luôn giúp chị. Tay bên này là vừa có tắm tẩy của Skin AC, tay bên này không. Đây, bà con sẽ sạch giúp em. Này. Cái này là nếu như cái này là 10 thì cái này nó chỉ khoảng 7-8, đúng chưa nào? Và nếu như em tắm thì toàn bộ cơ thể em nó sẽ trắng sáng như thế này. Là bởi vì chị vừa làm một cái lớp là tẩy và thải độc cho da của em. Mình đã thải độc rồi thì mình phải khóa cái tông trắng đó lại. Chứ nếu mà mình để không này thì cũng không ăn thua. Nên bắt buộc là chúng mình phải mua cả một cái bộ của nó. Mua bộ của nó thì nó mới có thể chăm sóc da mình toàn diện được. Tiếp theo là gì? Sau khi đã thải độc xong thì nhà mình sẽ dùng một cái lớp gọi là lotion make up. Đây, lotion make up là gì? Nhà mình nhìn ở ngoài kia trời đang nắng chang chang. Ở trong nhà Hương thì rất là mát bởi vì điều hòa. Nhưng mà bước ra ngoài kia một cái 40-45 độ thì cực kỳ nắng. Và một lát nữa em về là chị không có muốn cái làn da của em nó lại tiếp tục bị nắng. Nên chị sẽ cho em một cái lớp để bảo vệ, bao bọc, cũng là che chắn luôn. Em da nắng thoải mái bởi vì sao? Bởi vì là chỉ số chống nắng ở trong cái lotion make up này là 50 SPF+. Tức có nghĩa là cái chỉ số mà để mà bảo vệ cái làn da tránh những cái ánh nắng mặt trời là cao nhất. Tính tới thời điểm hiện tại không có một cái sản phẩm nào, kể cả là sản phẩm nước ngoài cũng không có một cái chỉ số cao như thế. Cái này 50 SPF+ nha. Rồi. Thế này là tí nữa em không phải xịt chống nắng luôn đúng không chị? Không cần phải xịt, không cần phải làm cái gì cả. Mà em nhìn chất kem của nó. Wow. Rồi. Một chút thôi. Một cái chai to bự chảng cái này mỗi lần các bác cho vài giọt cho em rất là dôi. Không tốn kém cực kỳ mà nói chung là an toàn. Đây. Lại thơm rồi chị ạ. Cũng là nó rất là thơm, cái mùi nó cực kỳ là nó thích em ạ. Nó cứ nhẹ nhẹ chị nhỉ, nó không kiểu rất là dịu. Nó không kiểu hắc hắc hay gì mà nó rất là nhẹ, nó kiểu cảm giác như kiểu một cái mùi đấy nó thoảng ấy mọi người ạ. Thơm lắm. Thơm nhưng mà nó kiểu nó sang ấy, mùi nó sang trọng. Này chị thấy đằng sau vai của Hồng Anh là có một chút mụn. Dạ đúng rồi. Là hơi mụn hơi nóng trong đúng không? Dạ vâng. Thế em có biết rằng là cái sản phẩm chị đang chia sẻ với em của chị mụn rất tốt không? Ui. Thế có nghĩa là tắm là nó hết cả mụn luôn đấy. Hết sạch mụn, em không cần phải đi nặng mụn. Này nặng mụn là nó có sẹo nhá, nó để lại thâm nhá. Dạ. Em không cần phải nặng mụn luôn. Em sử dụng chị cái này một thời gian hết sạch mụn. Wow. Được. Em thấy nó ăn luôn nó ra chưa? Dạ, có bị nhờn rít không? Dạ không ạ. Có bị vàng lông không? Dạ không ạ. Đây, các bác vỗ nhẹ giúp em để nó thẩm thấu vào da đây. Các bác vỗ nhẹ. Đánh xong mà nhưng không đánh. Đấy nó mới là tự nhiên. Còn đánh mà trắng bóc lên kiểu như là kem lột kem trộn bỏ qua luôn. Đây. Vừa thơm vừa rồi. Kiểu như là em cảm thấy là khi mà chị bôi vào xong mà nó đi vào sâu làn da luôn. Ừ. Nó cảm giác có một độ ẩm nhất định chứ nó không bị cái kiểu nhờn rít hay là bị vàng lông hay như thế nào đó. Chính xác, bởi vì sao? Bởi vì trong cái lotion make up là cái kem chống nắng ban ngày này thì ngoài cái tác dụng là để tránh ánh nắng mặt trời thì nó còn cấp ẩm cho da, không bao giờ bị mít lỗ chân lông và sẽ không bao giờ chúng ta có cái tình trạng là bị viêm nang lông này, rồi bị viêm lỗ chân lông và đặc biệt là mụn lông giống như cô này. Đây. Ôi là nó lên được khoảng 2-3 tông của chị này. Em nhìn đi. Oh. Đây nhà mình nhìn đi nhá. Đây hai cái tay đây. Wow. Đây là người thật việc thật. Chứ hôm nay bởi vì sao? Bởi vì nhiều lần là có một mình chị ngồi trò chuyện buồn quá không ai chia sẻ. May mắn hay có vụ đây. Đây, da bên này đen này, da bên này trắng hơn hẳn lại 2-3 tông nhá. Rõ ràng là chị vừa làm cho em một lớp nhưng mà nó rất nhẹ, nó ăn vào cái da của em, nó lại phù hợp với cả cái tông gọi là phấn mà em trang điểm ở trên mặt. Chứ nó thì không bị kiểu như là bị
cách biệt quá, hai cái màu tông da khác nhau đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Đấy, ví dụ như này, cô đưa cái tay lên, mọi người nhìn đi ạ. Có ai biết rằng là bạn ấy vừa bôi kem trắng không? Không. Nếu bạn không nói thì không ai phát hiện ra. Và quan trọng, mùi bánh kẹo thơm quá. Thơm, thích thơm, lắm chị ạ. Vừa thơm, mềm ra vừa thơm. Thơm như mùi kẹo ngọt. Ngồi này thì bạn trai ngồi bánh kẹo không chịu nổi đâu. Đấy, mời em vào trong ngay. Thôi nói vui vậy thôi. Để mọi người hình dung là cái da của mình ấy, sắc tố da là 5 cái lớp biểu bì. Dạ. Cái bôi bên ngoài này nhá, có những cái kem nhá, họ vỗ bành bạch như thế này mà Hương không thấy nó vào ra được. Còn đây nãy giờ tôi không có vỗ cái gì cả, đây một cái lớp hai lớp thôi. Xoa nhẹ nhàng thôi mà em sờ thì nó khô chưa? Nó khô rồi. Khô rồi ạ. Và không bị dính nhá. Đó, không bị dính. Mồ hôi mới kê ra thoải mái. Và em tắm ở bể bơi này, em đi biển không bao giờ bị lem, không bao giờ bị trôi. Rồi. Vừa chống nắng, vừa dưỡng da, cấp ẩm thải độc. Wow, em thấy rất là ok chị ơi. Đó thì là chị đã chia sẻ với em rồi. Thì bây giờ chị muốn nghe cái cảm nhận của em. Ví dụ này này. Dạ. Chị không cần biết là em phân tích như thế nào bởi vì cái này là tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi. Dạ vâng ạ. Bây giờ chị chỉ muốn nghe cái lắng nghe cái cảm nhận của em khi mà em được chị bôi này. Và sau khi cái da này nó đã được thải độc thì em cảm thấy là cái làn da của mình ra sao? Để mà so sánh hai cái làn da ấy thì em cảm thấy cái làn da vừa được thải độc lại còn được bôi kem dưỡng lên thì nó rất là mềm mịn thơm, và quan trọng hơn là cái làn da nó mềm như kiểu mềm đột ngột luôn. Em phải dùng từ mềm đột ngột luôn đấy chị. bởi vì cô này cô ít thải độc quá. Đúng rồi ạ. Bên này thì cảm giác da nó bị khô ráp bởi vì là tiếp xúc với ánh nắng rất là nhiều, da bị khô đi, xong rồi nó đen. Bên này thì nó trắng hơn mà nó không trắng hơn quá nhiều các bạn ạ. Chỉ trắng hơn khoảng tầm hơn 1 tone đến 2 tone thôi. Thì anh nghĩ là nó rất là tự nhiên. Đúng bởi rồi. Vì là lần đầu tiên mà trắng bóc lên thì chưa chắc là phải là hàng xịn mà chưa chắc người ta đã thích nhá. Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi, thường là kem lột kem trộn nó mới thế. Dạ vâng ạ. Con Hương nói mọi người nghe này, làm đẹp nó phải là bền vững. Đúng rồi. Nó phải là kiên trì, nó phải là chăm chỉ, chứ không phải bây giờ mọi người nói là chị ơi em phải trắng ngay phát. Ok, tiêm một phát trắng ngay, sáng nó tiêm là đến đêm trắng ngay. Thế nhưng mà cái quan trọng là nó vào da các bạn nó có tốt không? Đúng rồi. Nó có chất lượng, nó có đảm bảo, nó có an toàn không? Hay là một thời gian mình không dùng rồi mình bỏ đi nó viêm nhiễm cho các thứ rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Thế nên Hương vẫn khuyên chân thành mọi người là phải chăm sóc bằng những cái sản phẩm nó an toàn tuyệt đối như thế này. Rồi. Chị rất là nhiều bởi vì là ngày hôm nay chị đã lột xác cho em này và cho em biết đến cái bộ sản phẩm tốt như Skin AC ạ. Rồi đây. Hôm nay chị dành tặng cho em cả một bộ này. Đó. Giá tiền thì không có bao nhiêu, có 1.470.000 nhưng mà là lòng thành và tình cảm của chị. Và hy vọng là em sẽ vui cũng như là chăm sóc làn da của em thật là xinh đẹp. Và là chị chúc em lúc nào công việc này rồi là tương lai này và tất cả những cái dự án của em đợt tới thì sẽ thật là thành công và viên mãn nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người nha. Bye bye cả nhà nha. See you.